Phụ tử học tập kinh quyển 13. Phẩm 24. Tịnh cư thiên tử nói kệ khen Phật. Khi ấy trong hội có vô số tịnh cư thiên tử và vô lượng chúng sinh đối với pháp Phật tâm được giác ngộ, liền mở nghi hoặc, sinh lòng ưa thích sâu xa, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, nhất tâm chắp tay đứng trước Đức Phật dùng kệ khen Phật. Thiên tử thiện tí nói kệ: xưa Phật xả thân mạng, đất nước và vợ con viên mãn hạnh tí ấy, nên con đảnh lễ Ngài. Thiên tử tịnh giới nói kệ: trì tịnh giới kiên cố, lìa tất cả cấu nhiễm, vượt qua bờ giác ngộ, đảnh lễ bậc đủ giới. Thiên tử an nhẫn nói kệ: Phật tu mọi hạnh nhẫn, vì người đoạn chi tiết, không sinh tâm oán hận, được thành tuệ vô thượng. Thiên tử tinh tấn nói kệ: đại hùng mãnh Thế Tôn, bỏ gánh nặng sinh tử, xin tu không thoái chuyển, mau đạt đến Bồ Đề. Thiên tử lĩnh tỉnh lự nói kệ: Như Lai oai đức lớn, thường sống trong thiền định, không đắm trước thế gian, ba tế đều bình đẳng. Thiên tử thắng tuệ nói kệ: sức thắng tuệ Như Lai biết các hạnh chúng sinh, nhân nghiệp mà thọ báo, tùy giới thú lưu chuyển. Thiên tử minh phước nghiệp nói kệ: nếu tu phước nghiệp ấy, thắng báo thường hiện tiền, ngoài ra không ai biết, đó là cảnh giới Phật. Thiên tử liễu tội tánh nói kệ: chúng sinh do hoạt nghiệp, thường tham cầu Phật ấy, nếu liễu ngộ được tâm, tất cả đều thông đạt. Thiên tử thiện xảo trí nói kệ: nếu người đối trí Phật, khéo suy nghĩ phân biệt, thường nhớ như vật mình, Bồ Đề rất dễ được. Thiên tử thiện xả hành nói kệ: nếu khởi các hoạt nghiệp, nội tâm không suy nghĩ, rõ tội tánh vốn không, đó là người chứng pháp. Thiên tử biến thú hành nói kệ: nếu người tạo các nghiệp, theo thiện ác lưu chuyển, chịu quả báo tốt xấu, Phật nhãn đều thấy biết. Thiên tử Ly Phan Chuyên nói kệ: nếu đối với thọ báo, biết rõ được Phan Chuyên, tuy sinh vào các nẻo, thường cung trí tùy chuyển. Thiên tử Tùy Thuận Thiện Xảo nói kệ: nếu tạo ra các ác, hoặc tu tập các thiện, đều là do nghiệp trước, tùy chỗ sinh thọ quả. Thiên tử Nghiệp Thiện Xảo nói kệ: rõ hạnh nghiệp ba đời, đoạn trừ không tạo mới, ngu phu không chánh tuệ, theo ác chịu vần xoay. Thiên tử Quả Thiện Xảo nói kệ: hoặc nhân ít quả nhiều, hoặc nhân nhiều quả ít, không biết rõ điều đó là ngu si ngoại đạo. Thiên tử Liệu Tri Nghiệp Hành nói kệ: nhân lành sinh chỗ tốt, nghiệp ác sinh hiểm nạn, tùy hành nghiệp chúng sinh, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử Kiến Pháp Lạc nói kệ: nếu người thọ phước báo mà không rõ thiện pháp, đó là tự dối gạt, không lâu sẽ đọa lạc. Thiên tử Thiện Thọ Sinh nói kệ: nếu tạo các thắng nghiệp, thuận sinh thọ báo ấy, chỉ Phật mới biết đúng, thế gian không thể hiểu. Thiên tử Thiện Thọ Danh nói kệ: nếu nghiệp trải nhiều đời, hoặc vô số ức kiếp, lần lượt đến thân này, thọ báo Phật đều rõ. Thiên tử Thọ Báo Thành Thục nói kệ: nếu nghiệp này hoài hợp, hữu tình ấy thọ sinh, đều từ nhân chuyên xưa, Như Lai đều hiểu rõ. Thiên tử Căn Vị Thành Thục nói kệ: căn ấy chưa thành thục, ưa làm hạnh bất thiện, lìa xa đấng lượng tốt, không mong cầu giải thoát. Thiên tử Thiện Thành Thục nói kệ: nếu nghiệp đã thành thục, và người chưa thành thục, nghiệp tánh xưa nay không, đều tùy tâm tạo ra. Thiên tử Quyết Định Thọ nói kệ: chúng sinh tạo tác nghiệp, hoặc nặng hoặc rất nhẹ, Như Lai đều chứng biết, thọ báo không sai khác. Thiên tử Liễu Tội Tướng nói kệ: nếu tạo các hạnh ác, sẽ đọa vào đường ác, hoặc người gặp duyên tốt, chuyển nặng khiến chịu nhẹ. Thiên tử Minh Nghiệp Báo nói kệ: tích tập các tội ác, nhất định chịu trói buộc, không sợ khổ vị lai, là tà kiến ngoại đạo. Thiên tử Thiện Tư Duy nói kệ: khéo lựa chọn thiện hạnh, thiểu thiện chiêu thắng báo, như dùng những giọt nước đổ xuống biển không giảm. Thiên tử Nhập Giải Chư Pháp nói kệ: nếu người vĩnh viễn tận,
nghiệp hữu lậu phân biệt, sẽ chứng quả vô học, là lời Như Lai dạy. Thiên tử chứng Phật trí nói kệ, Phật nhãn đều hiểu rõ, các nghiệp quả ba đời, chủng tập không dư lại, kính lễ bậc biến tri. Thiên tử nghiệp vô dư nói kệ, các hữu tình thế gian, hoặc sinh đây chết kia, Như Lai đã dứt hẳn, được xưng bậc vô úy. Thiên tử Ly Phan Duyên Hạnh nói kệ, hành nghiệp của chúng sinh chỉ hướng đến sinh diệt, quả báo như mộng huyễn, là lời Như Lai dạy. Thiên tử Phục Chư Hoặc nói kệ, ngu si đắm trước dục, như khát nước uống muối, thế nên điều ngự sơ, quán nó như việc mộng. Thiên tử Ly Phân Biệt nói kệ, do lỗi lầm tham si, khởi phân biệt chấp trước, người trí khéo biết rõ, trong mộng có vui gì. Thiên tử Tức Hư Vọng nói kệ, trong mộng nói việc mộng, khởi lên từ điên đảo, Như Lai đã chỉ dạy, nên cầu pháp vắng lặng. Thiên tử Quán Sát Lậu Tần nói kệ, nhưng người ở trong mộng, thấy trời đổ mưa to, rõ mộng thể vốn không, nên biết lậu không có. Thiên tử Liễu Mộng Cảnh nói kệ, cảnh mộng vốn là giả, từng thấy gì là lậu ấy, lần lượt vọng tưởng sinh mà hiểu được lậu ấy. Thiên tử Đạt Chân Thường nói kệ, như đồng nữ thế gian, mộng thấy sinh con trai, sinh rồi lại chết yểu, sao có khổ biệt ly. Thiên tử Tầm Mộng Cảnh nói kệ, như người ở trong mộng, bị người chặt đầu mình, kia biết vốn không có, vậy ai là người chặt? Thiên tử Chánh Quán Sát nói kệ, người trí rõ các pháp, như cảnh mộng hòa hợp, không vui không biệt ly, đây là nghĩa chân thắng. Thiên tử Trí Tâm nói kệ, nghe chánh pháp từ Phật, tâm rõ như hư không, trong mộng tìm nhân mộng, pháp tánh vốn như thật. Thiên tử Ý Hỷ nói kệ, hàng trời người các ông thường vui trong thiền định, biết rõ thế gian kia cũng như bóng trong gương. Thiên tử Thiện Tuệ nói kệ, Như Lai đã nói pháp, như tiêu sáo phát tiếng, như ít các trời người, nên con xưng tán lễ. Thiên tử Liễu Huyễn Hóa nói kệ, người huyễn làm trò huyễn, người ngu không thể rõ, người trí đã biết rõ, tất cả đều như huyễn. Thiên tử Định Trung Biến Hóa nói kệ, Như Lai hiện thế gian, như trong mộng thấy huyễn, người thông đạt lý Phật, không nghi hoặc điều này. Thiên tử Như Huyễn Hóa nói kệ, người huyễn biết pháp huyễn, đối huyễn hay biến hiện, do biết rõ huyễn ấy là thấy tánh các pháp. Thiên tử Phân Biệt Quán Trí nói kệ, người quán Phật thế gian, khởi suy nghĩ phân biệt, trong mộng thấy thân Phật, đối với pháp nói gì? Thiên tử Ly Tư Duy nói kệ, không vật không sinh tham, do tham mà tích tụ, không nghĩ cũng không tham, thấy Phật cũng như thế. Thiên tử Chánh Trí nói kệ, hang sâu vốn không tiếng, cũng không người nghe tiếng, như vậy đạt lý Phật, đối thế gian không trước. Thiên tử Thiện Triết nói kệ, nếu người nghe tiếng vang, tiếng ấy không thể được, người ngu không biết rõ, vọng chấp cho là thật. Thiên tử Các Nhập Giải nói kệ, các người ngu chấp trước, không đạt pháp thắng nghĩa, nếu người rõ pháp tánh, mình người không nghi hoặc. Thiên tử Cầu Lợi Ích nói kệ, pháp thắng nghĩa tối thượng, bằng chư Phật không khác, không nói cũng không nghe, và không người lãnh ngộ. Thiên tử Nhập Giải Pháp nói kệ, đoạn các cấu phiền não, phân biệt sở phân biệt, lìa nhiễm được thanh tịnh, Mâu Ni đã nói thế. Thiên tử Thiện Tư Duy nói kệ, đối danh số các pháp, đoạn phiền não hữu lậu, tâm tịnh không dơ uế, đây là chân Phật tử. Thiên tử Vô Y Chỉ nói kệ, tâm bằng với hư không, không đắm trước ba cõi, khéo thí không mong đáp, bậc tịch tỉnh vô ý. Thiên tử Vô Nhiễm Ô nói kệ, đối dục lìa các tham, sắc vô sắc cũng vậy,
tâm mâu ni bình đẳng, như không không chướng ngại. Thiên tử vô hy vọng nói kệ, đối dục không hy vọng, sắc vô sắc cũng vậy, lì hòa hợp tương ưng, quy y vô thượng vương. Thiên tử bạc ái dục nói kệ, do đoạn ái cấu đó, nhổ tên độc ba cõi, kính lễ điều ngự sư, vĩnh viễn qua bờ giác. Thiên tử hàng phục ái nói kệ, phát tinh tấn tối thượng, trừ tham ái thế gian, thường khởi tâm đại bi, ngài là bậc cứu thế. Thiên tử ly tương ưng ái nói kệ, ly ái dục tương ưng, không lại thọ luân hồi, quy y bậc vô thượng, như sen vượt nước bùn. Thiên tử đạt pháp tánh nói kệ, quy y bậc lìa trói, thông đạt nghĩa thật tướng, hiểu rõ tánh các pháp, tâm ấy không sợ gì. Thiên tử siêu dục nê nói kệ, tham dục như bùn nhơ, dũng mãnh hay thoát khỏi, kính lễ đấng mâu ni, không sinh lại ba cõi. Thiên tử khí trân hoàng nói kệ, nếu người truy tìm sai, thì hay lìa các ác, không tham lam trân ngọc, tâm tịnh hơn thế nữa. Thiên tử ly ưu nói kệ, nếu người đối cảnh dục, tâm không sinh buông lung, thì vượt khỏi lưới ma, đây là bậc đại trí. Thiên tử thí vô ý nói kệ, mình người tu chánh hạnh, lìa nhiệt não lo sợ, Phật dùng vô ngại biện, khiến chúng sinh hiểu rõ. Thiên tử trì sự nói kệ, nếu nghe lời Phật dạy, khéo suy nghĩ phân biệt, người này ở thế gian hay tận các gốc khổ. Thiên tử vô sở ý nói kệ, tích sư tử cứu thế, biện trí rộng mênh mang, quyết định rõ các pháp hay khởi đạo đối trị. Thiên tử ly chư bố nói kệ, kính lễ tiên trung tôn, vô cấu không đắm trước, khéo nhổ tên phiền não, lìa tất cả sợ hãi. Thiên tử vô sợ trước nói kệ, nếu chư thiên ma phạm, thỉnh Phật chuyển pháp luân, giữa đại chúng tập hội, chỉ Phật được vô ý. Thiên tử sư tử phấn tấn nói kệ, khéo nói tất cả pháp, thành tựu nhất thiết trí, kính lễ tích sư tử, ba cõi không ai bằng. Thiên tử trừ kinh bố nói kệ, sư tử ở hang núi, tâm không có sợ gì, đóng vang dội rừng núi, các thú nhỏ chạy dài, thánh chúa thích sư tử. Trí tuệ khó nghĩ bàn, diễn pháp các ma sợ, hàng phục các ngoại đạo. Thiên tử hàng phục ma oán nói kệ, Như Lai chứng đắc pháp, thế gian không ai bằng, nên con cúi đầu lễ, bậc thánh hơn các thánh. Thiên tử sư tử tuệ nói kệ, kính lễ mâu ni chúa, đạo sư của các thánh, thành tựu nhất thiết trí, thông đạt pháp vô biên. Thiên tử tùy Phật thọ sinh nói kệ, Như Lai chứng các pháp, không ai có thể hỏi, tùy chỗ Phật thọ sinh, tỉnh tuyên nghĩa diệu pháp. Thiên tử trì tạng nói kệ, Phật trì tạng chánh pháp, vô ý khéo tuyên nói, hữu tình trăm ngàn ức, đều khiến sinh giác ngộ. Thiên tử tùy pháp hành nói kệ, tùy pháp tu các hành hay phát tâm bồ đề, dũng mãnh ở thế gian là trượng phu tối thượng. Thiên tử nhạo pháp lạc nói kệ, chúng sinh đại tâm ấy, do nghe lời Phật dạy, như pháp mà tu học, được thành quả vô thượng. Thiên tử tịnh tâm nói kệ, tiếng phạm âm Như Lai, nghe rồi tâm thanh tịnh, tuy vạn loại cơ duyên, không ai có thể hỏi. Thiên tử thanh tịnh quyến thuộc nói kệ, Phật ở trong nhiều kiếp, như lý tu các hạnh, đồ tướng đẹp sáng ngời, được viên mãn quyến thuộc. Thiên tử vô lậu pháp nói kệ, Như Lai tận các lậu, rống tiếng rống sư tử, đối pháp vị tằng hữu, phân biệt trừ nghi hoặc. Thiên tử đạt thắng nghĩa nói kệ, Như Lai đạt trí lực, rõ tự tánh các pháp, các hành trời và người, không ai không có ai bằng Phật. Thiên tử tận chư lậu nói kệ, Đại Sa Môn tối thắng, rốt ráo tận các lậu, nơi trong đại hội này, không ai khởi chất vấn. Thiên tử thường dũng mãnh nói kệ, đại hùng đại trí lực, thấy rõ được các pháp, dứt sạch tận nghiệp hoặc, đối vấn nạn không não. Thiên tử tịch ý nói kệ, vĩnh viễn lìa lỗi tham,
sân si cũng như vậy, không suy nghĩ ác nghiệp, kính lễ bậc tịch tịnh. Thiên tử Tương Ưng Hạnh nói kệ, quy y thiện thệ sư, dứt sạch các hoạt nghiệp, thường Tương Ưng chánh hạnh, đạt đến nhất thiết trí. Thiên tử Tương Ưng Trí nói kệ, do biên hạnh Tương Ưng là hành xứ của Phật, chủng hiển tập đều trừ, được thành nhất thiết trí. Thiên tử Tương Ưng Tuệ nói kệ, Phật dùng tuệ Tương Ưng làm ánh sáng thế gian, căn bản nhân các hoạt, rốt ráo vĩnh viễn trừ. Thiên tử Tịch Tỉnh Thọ nói kệ, đoạn sạch tất cả hoạt, thân tâm thường vắng lặng, Phật tử xuyên tinh tấn, như vậy còn sợ gì? Thiên tử Trí Huyện Chứng nói kệ, Phật tận các phiền não, chủng hiện và câu sinh, phá vô minh chúng sinh, đại bi không ai bằng. Thiên tử Bạc Trừ Tùy Hoạt nói kệ, Mâu Ni Thiên Trung Thiên, dùng trí để giác ngộ, đoạn tăng thượng tùy hoạt, và trừ tập khí khác. Thiên tử An Ẩn Trụ nói kệ, nâng nhân hiện thế gian, đoạn các nhân hữu lậu, thì hiện từ mẹ sinh là vì lợi hữu tình. Thiên tử Ly Chư Nhiễm nói kệ, điều ngự thiên nhân sư, lìa phiền não sợ hãi, tiêu sạch gốc rễ khổ, không còn chủng tử nào. Thiên tử Trừ Hư Vọng nói kệ, Phật dùng nhất thiết trí, vứt sạch cấu vô minh, sống với hạnh thanh tịnh là bậc khéo điều phục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụ tử hợp tập kinh, quyển 14, phẩm 24, tịnh cư thiên tử nói kệ khen Phật, phần 2. Thiên tử Thiện Sơn Tháng Tháng nói kệ, Phật vượt biển ba cõi, hóa những ai khó hóa, thế nên đối thế gian, được xưng bậc vô ý. Thiên tử Đạt Chân Đế nói kệ, thành tựu nhất thiết trí, diệt trừ các hoạt nghiệp, chất sạch không còn gì, đó là đại tịch tỉnh. Thiên tử Pháp Tràng nói kệ, dựng Pháp Tràng cao thắng, xô ngã mạng kiên cố, xuất dũng kiện vô lượng, chỉ chánh đạo chúng sinh. Thiên tử Pháp Hải nói kệ, Mâu Ni nói các Pháp là đại Pháp bảo tàng, khai đạo cho quần sinh, khiến đến chỗ an ổn. Thiên tử Pháp Y nói kệ, Phật tử trụ đại Pháp, tâm ấy không nhàm chán, an nhẫn lìa sợ hãi, đóng lên tiếng sư tử. Thiên tử Cầu Pháp Nghĩa nói kệ, Phật tử khá biết rõ, nên xuyên cầu chánh Pháp, nghe rồi hành như giáo, mau được đạo Bồ Đề. Thiên tử Khác Ngưỡng Pháp nói kệ, vô lượng trăm ngàn vạn, buôn ức các hữu tình, muốn nghe âm thanh thật, chí vẫn thường tinh tấn. Dụng Pháp Thiên tử nói kệ, đầy đủ đại biện tài, loại trừ các dị luận, ưa tu hạnh thù thắng, được Bồ Đề tối thượng. Thiên tử Trì Pháp nói kệ, Phật nói Pháp đệ nhất, thầm thâm rất khó hiểu, ấn tháng nghĩa đều không, khiến được đạo tịch tỉnh. Thiên tử Lạc Dụng Thí nói kệ, Phật tử khéo hành thí, xả bỏ thân mạng mình, nhờ nhân duyên thế này được thành tối chánh giác. Thiên tử Ly Nhiễm Tuệ nói kệ, trì tịnh giới kiên cố, tâm ấy không sợ gì, nghe chánh pháp âm Phật, đảnh thọ không quên mất. Thiên tử Vô Dị Duyên nói kệ, Thánh Chúa Pháp Trung Vương, khéo léo nói các pháp, không cầu quả nhị thừa, xuyên tu đạo vô thượng. Thiên tử Cận Trụ nói kệ, Thế Hùng Đẳng Lượng Túc, xuất hiện vì chúng sinh, phân biệt nói ba thừa, chỉ trí Phật rốt ráo. Thiên tử Thành Tựu Biện Tài nói kệ, danh Phật khắp mười phương, biện tài không hạn ngại, đều dùng tâm thanh tịnh, đối sở thuyết tùy hỷ. Thiên tử các Thành Tựu Biện Tài nói kệ, nếu người không biện tài, cầu nguyện nơi Đức Phật, nói pháp trừ sợ hãi, người nghe không khinh chê. Thiên tử Thường Hỷ nói kệ, Phật tử trụ nhẫn nhục, không sợ hãi sân nhuế, chỉ tâm cầu Bồ Đề, thường vui không khiếp nhược. Thiên tử Lê Nhị Thừa nói kệ, là trưởng tử Như Lai, không ưa thừa thấp kém, nếu nghe âm thanh Phật, hướng đến đạo vô thượng. Thiên tử Vô Năng Thắng nói kệ, dũng mãnh đại tinh tấn, không sợ các phiền não, xả duyên giác thanh văn, thệ cầu tuệ vô thượng. Thiên tử Tương Tục Thiện Pháp nói kệ, ưa tu pháp thanh tịnh, liên tục không gián đoạn,
mau đi đại đạo sư, biết chỗ nương tựa ấy. Thiên tử thiện thuyết pháp nói kệ, nhiếp thọ chánh pháp ấy, Như Lai đã ấn khả, trụ tinh tấn kiên cố, như trăng tròn không giảm. Thiên tử thiện pháp tánh nói kệ, tự tánh pháp trong sạch, bị khách trần che lấp, đều do tâm ô nhiễm, Như Lai đã hiện chứng. Thiên tử đạt chánh lý nói kệ, pháp tánh vốn không nhiễm, trắng đen không cùng chung, tương ưng chánh lý này, Đức Như Lai đã nói. Thiên tử phân biệt thiện ác nói kệ, tất cả pháp bất thiện, xuất thiện có thể diệt, nếu ác pháp tăng nhiều, sẽ tổn hại bạch nghiệp. Thiên tử nhập chánh giải nói kệ, do hạnh nhiễm ô ấy, bạch pháp không tăng trưởng, nhất định tổn hại duyên, là lời Như Lai nói. Thiên tử cầu giải thoát nói kệ, sức nhiễm ô rất mạnh, tâm không mong giải thoát, che lấp nhất thiết trí, do vậy khéo lựa chọn. Thiên tử minh tâm nói kệ, nếu tâm thoát các dục, nghiệp ác không sinh lại, Như Lai đã chứng biết, vì chúng sinh diện nói. Thiên tử kiến phiền não nói kệ, nếu không rõ chánh pháp, không biết hạnh nhiễm ô, thường trả lời Phật dạy, cách thánh đạo càng xa. Thiên tử kiến tội hạnh nói kệ, nếu không tạo các ác, thiện nghiệp càng tăng lên, thế nên người trí ấy thích giải thoát an lạc. Thiên tử tính lực nói kệ, lìa hạnh tham nhuế si thì vượt khỏi đường ác, Như Lai xuất thế gian thường răng dạy như vậy. Thiên tử tri thiện ác nói kệ, nếu đối pháp nhiễm tịnh, tâm không hay phân biệt, Đức Phật nói người này là người thân ngu si. Thiên tử giải thoát hạnh nói kệ, tuy thuận lời Phật dạy, bỏ các điều bất thiện, người này đối thánh đạo, quyết định được thành tựu. Thiên tử giải thoát hiện tiền nói kệ, nếu bỏ các nghiệp ác, bạch nghiệp liền hiện tiền, siêng năng tu không lùi, mà không được tiện lợi. Thiên tử thuận chánh lý nói kệ, chư Phật đã nói pháp, lợi lạc các quần sinh, khiến lìa xa phi xứ, không theo sự khuyến thỉnh. Thiên tử các tường vô ý nói kệ, quán bất tịnh tự tham là tương ưng chánh hạnh, khi đã trừ tham rồi, nghiệp chướng càng chuyển xa. Thiên tử tấn thú thắng tuệ nói kệ, quán tâm từ trị sân, được giải thoát sân ấy, nếu giải các oán sâu, không còn sợ hãi gì. Thiên tử tịnh nhãn nói kệ, tịnh tuệ đoạn si hoặc, đó là pháp đối trị, đã khiến trừ si ấy, không theo lời người dạy. Thiên tử phá nghi hoặc nói kệ, trụ chánh niệm tư duy, hay lìa các nghi hoặc, nếu gặp thầy bạn tà, y pháp khiếu điều phục. Thiên tử đạt vô tướng nói kệ, Như Lai nói pháp không, nương không khéo an trụ, đã đạt được chánh lý, ngộ không cho người khác. Thiên tử trừ ngã mạn nói kệ, rõ ngã mạn tự tha, cao ngạo do đâu có, tương ưng cùng chánh hạnh, thể đều khiến trừ đoạn. Thiên tử tịch ý nói kệ, vĩnh viễn đoạn nghi hoặc, thâm tâm thường vắng lặng, phiền não không sinh lại, an ổn mà được độ. Thiên tử quán chiếu nói kệ, biết rõ đạo phi đạo, nương tịnh mà lìa nhiễm, tùy thuận lời chư Phật, trừ sợ được giải thoát. Thiên tử liệu thế tục nói kệ, thế tục chỉ giả danh hay khởi đạo đối trị, nên biết thế tôn ấy cũng giả danh đặt ra. Thiên tử thân oai nghi nói kệ, dùng trí để dẫn đường, thân nghiệp theo pháp hành, lợi lạc chúng hữu tình, đắc thành nhất thiết trí. Thiên tử tịnh thân nghiệp nói kệ, thân Phật nghiệp thanh tịnh, việc làm không lầm lỗi, thương xót các chúng sinh, nay còn quy mạng lẽ. Thiên tử thân nghiệp quyết định nói kệ, thân nghiệp khéo lựa chọn, phương tiện lợi quần sinh, tính lễ điều ngự sư, làm ánh sáng thế gian. Thiên tử thiện quán thân nói kệ, khéo quán sát thân nghiệp, độ tướng tốt thanh tịnh, là trượng phu vô thượng, hay ban tất cả vui. Thiên tử thành tựu ngữ nghiệp nói kệ, xa lìa lời nói ác, độ công đức tốt đẹp, trụ chánh niệm tư duy, là điều Như Lai dạy. Thiên tử ứng biện nói kệ, tiếng phạm âm Như Lai, thế gian đều tôn trọng, khéo xét thời cơ ấy, lời phi nghĩa không nói.
Thiên tử thành tựu nghĩa lời nói kệ, xa lìa không nhiêu ích, tương ưng cùng an lạc, không hoại mất quả báo, lời Phật trước đã nói. Thiên tử bất tương vi nói kệ, chưa từng sống tà mạng, câu lợi mà vọng ngữ, Phật danh tiếng to lớn, thế gian không thể hoại. Thiên tử thật ngữ nói kệ, Phật xuất hiện thế gian, nói ra đều chân thật, thế nên các trời người đều thích nghe diệu pháp. Thiên tử liễu thực tế nói kệ, Phật dùng lời chân thật, được thành tối chánh giác, rõ các pháp duyên sinh là bậc chánh biến tri. Thiên tử siêu duyên sinh nói kệ, nếu các pháp hữu phi và thật tánh các pháp, Mâu Ni Pháp Trung Vương, như lý đều thấy biết. Thiên tử quyết định hành nói kệ, đối việc làm tự ta, nghiệp hành thân ngữ ý, Phật dùng trí thanh tịnh đều phân biệt diện nói. Thiên tử định ý nói kệ, Phật dùng ý thanh tịnh, sáu lần quán chúng sinh, quy mạng đấng cứu thế, đại bi không ai bằng. Thiên tử thiện tí xét nói kệ, những gì Như Lai làm, oai nghi không khuyết giảm, bi trí thường tương ưng, thương nhớ đến ba cõi. Thiên tử giác ý nói kệ, nơi mà tâm Phật chuyên, thân ngữ thảy đều nhu, ở trong các đại chúng, chưa từng có sai lầm. Thiên tử minh liệu ý nói kệ, ý của Phật như đất, đại bi quán chúng sinh, biết pháp tự tánh không, phương tiện khiến khai ngộ. Thiên tử quá khứ thiện xảo nói kệ, nếu người ở thuở xưa đã tu các hành nghiệp, thế giới nhẫn tấn thiện, Như Lai đều hiểu rõ. Thiên tử quán sát quá khứ nói kệ, xưa trồng các cội đức, phụng thờ muôn đức ức Phật, nay mãn tâm thọ đó, đạt được quả Bồ Đề. Thiên tử cụ túc tương ưng hạnh nói kệ, Phật ở vô lượng kiếp, tùy chỗ tu thắng hạnh, thương tương ưng chánh niệm, không sợ bỏ Bồ Đề. Thiên tử quán sát tiên hạnh nói kệ, thân cận các Như Lai, tu tập khéo thưa hỏi, khéo trụ tam ma địa, phát sinh chủng chủng pháp. Thiên tử bản hạnh tương ưng nói kệ, quá khứ chỗ chư Phật, thỉnh hỏi hành như giáo, đối với tam ma địa, quán sát không mệt mỏi. Thiên tử trí túc trụ nói kệ, sinh tử nhiều lỗi lầm, nên làm không nên làm, Như Lai biết rõ rồi, vì nói pháp giải thoát. Thiên tử quán tiên nghiệp hạnh nói kệ, xưa cùng tạo các ác, giống với nghiệp nhiễm ô, hoặc ăn nuốt lẫn nhau, hoặc cùng nhau vui chơi. Thiên tử liễu tiền tế nói kệ, Như Lai xuất thế gian, dùng thiền định trí lực, biết rõ đời quá khứ, các nẻo không có ngại. Thiên tử tri hậu tế nói kệ, Phật biết đời vị lai, trí tuệ không chướng ngại, diệt đây và sinh kia, nghiệp báo cũng như vậy. Thiên tử tri hậu tế cảnh giới nói kệ, Như Lai biết đời sau, trí lực không hạn ngại, việc làm của chúng sinh, tùy nghiệp chịu báo ấy. Thiên tử ly luân hồi nói kệ, Như Lai đại dụng mãnh, thành tựu tuệ vô thượng, không đắm trước ba cõi, trụ cảnh giới tối thắng. Thiên tử liễu thế tục nói kệ, chỗ chúng sinh quy thú, khởi lên vô lượng tưởng, chỉ là tự giả danh, chính là Như Lai nói. Thiên tử quán hiện tại nói kệ, đấng dũng mãnh hiện tại, trí lực không thể hoại, hà xa các cõi Phật, phân biệt không hạn ngại. Thiên tử trụ vô ý nói kệ, thánh chúa Pháp Trung Vương, chiếu ba đời bình đẳng, các pháp không tự tánh, người ngu không thể hiểu. Thiên tử trí vô trước nói kệ, Như Lai khéo điều phục, ba đời không chỗ trụ, do pháp lìa tự tánh, tất cả không được gì. Thiên tử minh tâm thế tuệ nói kệ, rồi quá vị không thể, quẩn khởi cho quy diệt, tướng luân hồi như vậy, Mâu Ni đã nói thế. Thiên tử ý vô trước nói kệ, các pháp đều huyễn hóa, như sóng nắng tiếng vang, hữu tình và thế gian, tự tánh không chân thật. Thiên tử hỷ tâm thế nói kệ, Như Lai tuệ vô song, hay hiểu rõ ba đời, các căn tự tánh không, tất cả đều như huyễn. Thiên tử lạc dục hạnh nói kệ, Như Lai ở giữa đêm, thì hiện thành chánh giác, phát siêng năng ham muốn, chưa từng có thoái giảm. Thiên tử phát khởi lạc dục nói kệ,
quang minh Phật ở đời, tinh tấn không tập diệt, do đại dụng mạnh ấy, siêu vượt thành chánh giác. Thiên tử Siêu Dục Tượng nói kệ, Phật xuất hiện thế gian, thật dũng mãnh tinh tấn, thoát khỏi bùn đục nhơ, như sen không dính nước. Thiên tử Lạc Dục Giải Thoát nói kệ, Như Lai hiện thế gian, nói pháp giới bình đẳng, chỉ một không hai tướng, nên con xưng tán lễ. Thiên tử Phát Khởi Tinh Tấn nói kệ, Như Lai oai đức lớn, hay cảnh giác quần sinh, xuyên tu không biến nhát, thiên ma không thể hoại. Thiên tử Cụ Chánh Niệm nói kệ, Dù Phật ở nơi nào, thường khởi tâm chánh niệm, thế nên thành đạo rồi, đạt được niệm không giảm. Thiên tử Trụ Đặng Dẫn nói kệ, Như Lai thường tại định, biết tánh dục chúng sinh, tùy theo sự tu hành, mà vì nói các pháp. Thiên tử Tôn Trọng Chánh Trí nói kệ, Như Lai biện trí lớn, không hạn lượng ngàn bé, trải qua trăm ngàn kiếp, nói ra cũng không hết. Thiên tử Lạc Giải Thoát nói kệ, Trượng phu không ai bằng, ưa giải thoát tối thượng, do vì chứng giải thoát, không đắm trước ba cõi. Thiên tử Tương Ưng Giải Thoát nói kệ, Mâu Ni Đại Thánh Chúa, đủ giải thoát tri kiến, độ chúng sinh vô tận, chân trí không có giảm. Thiên tử Quán Vãng Hạnh nói kệ, Xưa ở Phật Nhiên Đăng, đạt thắng nghĩa pháp hạnh, xin tu không thoái chuyển, chứng được Đại Bồ Đề. Thiên tử Thầm Hạnh nói kệ, Phật đã lìa các ác, không như hữu tình khác, biết pháp tự tánh không, đối ba tế không ngại. Thiên tử Quảng Tuệ nói kệ, Phật đối nhất tiết trí, tâm không sinh nghi si hoặc, chánh niệm thường hiện tiền, như cầm bát đầu dày, bát dầu đầy. Thiên tử Vô Tán Loạn nói kệ, Tâm Phật thường vắng lặng, chưa từng có tán loạn, pháp tánh vốn không nhiễm, chúng sinh không thể hiểu. Thiên tử An Trụ Trí nói kệ, Pháp bất cộng Như Lai, thầm thâm khó nghĩ bàn, đối tất cả chúng sinh, chưa từng không chọn bỏ. Thiên tử Siêu Chư Hữu nói kệ, Phật là Thiên Trung Tiên, ba cõi không ai bằng, thông đạt tất cả pháp, thắng trí không ai hơn. Thiên tử Kiên Cố Bất Thoái nói kệ, Bậc kiên dũng tối thắng, đối pháp không sợ gì, giác ngộ các hữu tình, tâm ấy đều bình đẳng. Phụ tử Học Tập Kinh, quyển 15, phẩm 25, Thọ Ký Ngoại Đạo Bà La Môn. Lúc đó trong hội có Ngoại Đạo Bà La Môn tên là Bát Rị Một La Nhà Ca, cùng với quyến thuộc 6 vạn người, tức các A-tu-la vương, La-hầu-la vương, các đại long vương, dạ xoa càng tất bà và an lạc thiên, tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, phát tâm cúng dường rồi, Đức Phật thọ ký và nghe các thiên tử tịnh cư dùng lời hay nói kệ khen Phật, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có. Lúc đó, ngoại đạo từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng lên Đức Phật thưa, con nghe Đức Cụ Đàm nói pháp vô ngã, tâm không ham thích, trái lại sinh nghi hoặc, không thích trụ xứ, không thích xuất gia. Thưa Sa Môn Cù Đàm, nếu nói vô ngã thì có gì thân này từ nhân duyên sinh? Con thấy thần thông sắc tướng của Cù Đàm thật là đệ nhất trong hàng trời người, thành tựu đầy đủ oai đức rộng lớn, khiến cho những người thấy đều sinh hoan hỷ, lại thường vì các thiên tử quảng quả nói tất cả pháp, tức là Như Lai. Như vậy thì tại sao nói là vô ngã? Thưa Sa Môn Cù Đàm, xin vì chúng hội phân biệt như thật, con xin lắng nghe và ghi nhận. Chỉ có Đức Như Lai mới có khả năng biết được tâm người khác và làm cho con được hiểu rõ, đoạn trừ lý nghi. Đức Phật khen, hay thay ngoại đạo, giả sử ông có đưa ra trăm ngàn vấn nạn, ta đều có thể giải đáp không có khó gì. Nay ta hỏi lại ông, tùy ý ông trả lời. Này ngoại đạo, tại sao lúc đầu hữu tình kết sinh vào thai mẹ, ông có biết không? Ngoại đạo thưa, việc đó con cho rằng có ba nguyên nhân. Một là cha, hai là mẹ, ba là hòa hợp thì mới thành thai. Đức Phật hỏi ngoại đạo, thai ấy là từ lòng tham của mẹ khởi lên ư? Ngoại đạo thưa, không phải thế. Đức Phật hỏi ngoại đạo,
thai ấy là từ sự suy nghĩ của mẹ khởi lên ư? Ngoại đạo thưa, không phải thế. Đức Phật hỏi ngoại đạo, thai ấy là từ trên trời đọa xuống vào thai mẹ ư? Ngoại đạo thưa, con không biết. Đức Phật hỏi, này ngoại đạo, thai ấy là từ loài người đọa vào thai mẹ ư? Ngoại đạo thưa, con không biết. Đức Phật hỏi, này ngoại đạo, thai ấy là từ Atula, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ mà đọa vào thai mẹ ư? Ngoại đạo thưa, con không biết. Đức Phật hỏi, này ngoại đạo, ý ông nghĩ sao? Thai ấy là từ sắc sinh vào thai mẹ ư? Ngoại đạo thưa, con không biết. Đức Phật hỏi ngoại đạo, ý ông nghĩ sao? Thai ấy là từ thọ tưởng hành thức sinh vào thai mẹ ư? Ngoại đạo thưa, con không biết. Nói vậy rồi Đức Phật liền bảo ngoại đạo, này ngoại đạo, pháp này rất là vi tế khó biết. Điều đó chẳng phải là điều mà ông có thể luận nghị, đo lường và hiểu được. Chỉ có người đầy đủ chánh kiến, chuyên tâm tu học đối với lý thú này mới có thể biết rõ. Ví như có người bị đau mắt, được gặp thầy thuốc giỏi chữa lành mắt ấy, nhờ đó mà thấy lại được các sắc. Này ngoại đạo, nếu hay thân cận các thiện tri thức thì được tuệ nhãn thanh tịnh, nhờ tuệ nhãn đó mà thấy được pháp thầm thâm. Nếu không đầy đủ năm căn là tính mà hiểu rõ pháp thầm thâm thì không thể có điều đó. Thế nên ngoại đạo, các ông thuở xưa đã từng ở trong nhiều kiếp sinh tử, bị các tà luận làm cuồng hoặc khởi lên dị kiến, chấp chặt không xả đối với chi pháp ấy lại cho là chánh pháp. Sau đó tùy theo sự thích ứng, y vào pháp tánh tam thừa dần dần tu tập, hướng đến xuất ly, hoặc chứng được niết bàn thanh văn, hoặc chứng được niết bàn độc giác, hoặc chứng được niết bàn vô thượng, rốt ráo an vui, không giải thoát lại cho là giải thoát, đối với không xuất ly mà cho là xuất ly. Thầy của các ông đã tự hoại rồi, lại hại luôn cả các ông. Này ngoại đạo, ví như có người mù dẫn dắt các người mù, nên biết số người này nhất định rơi vào hiểm nạn. Như vậy Sa Môn, Bà La Môn thật không phải là tiên giác, mà tự xưng là tiên giác. Tự ở chỗ chẳng phải đạo mà cho là chánh đạo, tự chưa điều phục mà cho là đã điều phục, tự sống trong tà niệm mà cho là chánh niệm, tự chưa cứu độ mà cho là có thể cứu độ, tự không biết đạo xuất ly mà cho là ta có thể biết đạo xuất ly. Này ngoại đạo, như người chăn bò, dắt bò qua sông mà không biết được chỗ nước cạn, lầm vào chỗ nước xoáy mạnh, bò ấy xoay tròn theo dòng nước xoáy, chưa đến bờ bên kia mà đã bị nhận chìm, khốn ếch không ai cứu. Vì sao? Vì người chăn bò không biết hướng dẫn. Này ngoại đạo, như bọn các người thật chẳng phải là đạo sư mà cho là đạo sư, khiến những người chịu giáo hóa trở lại chịu khổ ách cũng như vậy. Này ngoại đạo, ta xưng đạo sư thật khéo điều phục, khiến ở trong chánh pháp quyết định được an ổn. Ta là chánh giác biết rõ như thật, khiến các hữu tình được giác ngộ chân thật. Ta thường chánh niệm, nhớ nghĩ thọ trì không quên, cũng khiến chúng sinh lìa các tán loạn. Ta đã xuất ly vĩnh viễn, thoát khỏi luân hồi, khiến người được giáo hóa tận các gốc khổ. Ta chỉ dạy chánh đạo quyết định không khác, khiến người được giáo hóa đến bờ giác ngộ. Này ngoại đạo, nay ông muốn cầu pháp giải thoát thì nên khởi lòng ham muốn thanh tịnh, nhất tâm tôn trọng, siêng năng tu học. Trước chưa được nghe pháp xuất yếu, xuất ly thì nên sinh lòng tin thanh tịnh, khiến người được hiểu. Các tông phái luận nghị của các ông đã học thì nay nên xả bỏ, không nên tìm cầu. Chánh pháp tạng trước nay chưa được thì nay khiến ngươi ngộ nhập thông đạt không ngại. Này ngoại đạo, ở trong pháp của ta có ba thứ hòa hợp tương ưng thì mới được vào thai. Cha làm cái nhân nghiệp đời trước đời quá khứ. Mẹ làm chuyên nghiệp trước đời quá khứ. Trước hết là kết sinh Yết La Lam. Nghiệp chiêu thức ấy ghé vào thai mẹ. Nghiệp này thành thục nên thọ sinh vào nơi ấy. Như thành tầm hương, tùy theo tâm mà hiện, thức nương vào ai vào thai dần dần lớn lên. Thế như các cây thuốc đều nương vào đại địa mà phát triển. Này ngoại đạo, thức kia vào thai mẹ rồi dần dần thành tựu thân chi đầy đủ.
cho đến kỳ sinh sản thân hình hiển hiện, nhân duyên hòa hợp liên tục không gián đoạn. Nay ngoại đạo, trong thai trước hết là kết sinh phần vị sai khác, chỉ trừ Như Lai đầy đủ nhất thiết trí hiệu chánh biến tri, thông đạt chân thật, còn những người ngu vô tri không thể hiểu nổi. Nay ngoại đạo, nếu như hữu tình từ địa ngục được sinh vào cõi người, nhập vào thai mẹ, sinh ra thế gian, sẽ có các tướng này, tiếng nói khàn khàn không rõ ràng. Nếu có nói ra điều gì người ta không tin dùng, việc làm thì hấp tấp vội vàng, lo sợ và mau quên mất, tâm luôn sợ hãi, lông trên thân thì rung động, trong mộng thì thấy lửa dữ thiêu đốt, búa chém vạt nước sôi phun lên, lúc đó chạy trốn ngục tốt la sát cầm gậy rượt theo, hoặc thấy bị trói vào trụ cột đồng gậy đánh đập, mong thoát không được, hoặc thấy voi say, rắn độc đuổi mổ, giày xéo ngang dọc, không biết chạy phương nào, bị người khinh chê coi mình như giặc. Này ngoại đạo, đó là từ địa ngục được thoát sinh còn sót lại những tập nghiệp như vậy, người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu. Này ngoại đạo, nếu hữu tình ấy từ loài súc sinh sinh vào loài người, vào trong thai mẹ rồi sinh ra thế gian, sẽ có những tướng như vậy, làm người đần độn, biết nhát ưa, ngủ. Thích ăn bùn đất, gặm nhấm cỏ cây, và luôn làm bạn với người ngu, thường ở những nơi đen tối và bùn nhơ, hoặc ngồi hoặc đứng tay chân luôn đào bới đất, đầu thì hôi thối rùi lặn bu ăn, lanh chanh lóc chóc, không khi nào yên, thường khổ đói khát, hoặc được thức ăn dơ bất tịnh liền sinh vui thích cho là đầy đủ. Những gì được nghe thấy phần nhiều là bị dối trá hư thuyết, hoặc ở trong mộng thấy thân đọa vào chỗ hôi thối, hoặc ở đồng hoang ăn cỏ uống nước, hoặc mộng thấy ở trong hang núi rừng, rú bị trăng lớn quấn vào mình, chịu mọi sợ hãi không ai cứu hộ. Này ngoại đạo, đó là từ súc sinh sinh ra còn có các tập nghiệp sót lại như vậy, dù có trải qua một kiếp cũng không nói hết, người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. Này ngoại đạo, nếu hữu tình ấy từ ngạ quỷ sinh vào loài người, vào trong thai mẹ sinh ra thế gian, sẽ có các tướng như vậy, tóc thì vàng đỏ, mắt thì giận dữ ngó thẳng, thường bị đói khát làm khổ, tánh chỉ sang tham tật đố, tâm ưa tài lợi không biết bao giờ, không bao giờ biết đủ. Nếu thấy của cả người khác liền khởi tưởng về cho mình, đối với vật tốt của người khác lại muốn trộm lấy, ăn thức ăn thừa thải bất tịnh mà không biết xấu hổ, thấy người khác có vườn trần hoa quả thì muốn hái trộm và phá hoại. Này ngoại đạo, đó là từ ngạ quỷ sinh ra còn các tập nghiệp như vậy, người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. Này ngoại đạo, nếu hữu tình từ tu la sinh vào loài người, vào trong thai mẹ rồi sinh ra thế gian, sẽ có các tướng như vậy, tâm luôn giận dữ, ngã mạn cống cao, ưa tranh đấu kết oán không thôi, khỏe mạnh nhiều sức lực, rất thích chiến đấu, cậy vào mồm mép lăng miệt người khác, cũng có trí lực và vô minh lực, công phá luận của người khác để tự nuôi sống. Này ngoại đạo, đó là tu la sinh ra còn có các tập nghiệp như vậy, người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. Này ngoại đạo, hữu tình ấy từ loài người sinh vào cõi người, vào trong thai mẹ sinh ra thế gian sẽ có các tướng như vậy. Người này chất trật thích thân cận người hiền thiện, tránh xa người ác, đốc tính thủ tiết, luôn nghĩ đến danh tốt, tánh thích công xảo, luôn biết hổ thẹn, ưa làm việc bố thí, đối với người tốt tâm không trái nghịch, trước quán sát rồi sau mới làm, lời nói không sai lầm, có khả năng biện luận hợp với căn cơ, có thể làm sứ mạng, nếu có dạy gì thì nhớ mãi không quên, đối với sứ phi sứ đều có thể lựa chọn. Này ngoại đạo, đây là người từ loài người sinh ra còn có những tập nghiệp như vậy, người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. Lại nữa, này ngoại đạo, nếu hữu tình ấy từ thiên giới sinh vào loài người và trong thai mẹ sinh ra thế gian, sẽ có các tướng như vậy, làm người đoan chánh, tốt đẹp, thanh khiết, trong sạch, thích mang tràng hoa, sông hương, xoay hương,
tắm rửa thân thể, chán ghét trần cấu. Đối với năm dục ca mua âm nhạc, chỉ chọn thượng diệu không có dâm dục, thường cùng giao hảo ước hẹn với người tiện, ưa lên lầu gác hoa lệ, tán luôn từ nhẫn làm cho người ưa tết, thường dùng thượng phục anh lạc để trang nghiêm thân thể, đến đi trong oai nghi, tâm không biến nhát. Này ngoại đạo, đây là từ thiên giới sinh ra, có những tập nghiệp như vậy, người trí biết rõ, người ngu không hiểu nổi. Này ngoại đạo, nếu thiện nam thiện nữ đối với thiện tri thức thân cận cung kính, lễ bái cúng dường, ưa nghe chánh pháp, tác ý đúng lý, liền được siêu thoát, như vừa rồi đã nói các sắc tướng ác. Ngoại đạo nên biết, nếu hữu tình từ địa ngục sinh vào nhân gian, do nơi nhân đời trước tạo nghiệp sân, tổn hại hữu tình, đọa vào địa ngục chịu các khổ não, nay được làm người còn ôm giữ sân hận, não hại, gặp thiện tri thức, vì nói nghiệp, vì nói thiện pháp đối trị tương ưng, khiến khởi tâm từ dần dần tu tập trì giới ba la mật. Ngoài đạo nên biết, nếu hữu tình từ xuất sinh sinh vào nhân gian, do nhân duyên đó đời trước tích tập ngu si, tạo tác vô số hạnh bất tịnh, nay được làm thân người nhưng còn nhiều dâm dật, gặp thiện tri thức, vì nói 12 duyên sinh quán hạnh đối trị vô minh, khiến sinh giác ngộ phát sinh tuệ thanh tịnh, dần dần tu tập bố bát nhã ba la mật đa. Ngoài đạo nên biết, nếu hữu tình từ ngạ quỷ sinh vào nhân gian, do nhân duyên đời trước đã tạo tham lam tật lố, cho đến khi lớn lên vẫn luôn tạo tác không có gián đoạn, nay được thân người tánh còn nhiều thô bỉ sang lận, gặp được thiện tri thức vì nói pháp bố thí tương ưng với thiện pháp đối trị sang tham, dần dần khiến thu tập thí ba la mật đa. Ngoại đạo nên biết, nếu hữu tình từ Atula sinh vào nhân gian, thì trước hết phải tạo phước hạnh rộng lớn, thường sinh ngã mạn, lăng mạ, mục kiền liên khác. Nay được sinh vào loại người tánh nhiều cao ngạo, gặp thiện tri thức, vì nói lục xứ và pháp môn không đối trị ngã mạn, dần dần tu tập nhẫn nhục ba la mật. Ngoại đạo nên biết, nếu hữu tình từ loài người sinh vào nhân gian, do trước quen tu 10 nghiệp thiện, thích gần thiện hữu, cùng ở với nhau nhu hòa, quán sát chánh lý, ngộ pháp vô thường, chán khổ sinh tử, thích vui chân thường, dần dần tu tập 6 pháp ba la mật, hay phát đạo tâm vô thượng bồ đề, sẽ được nhất thiết chủng trí của Như Lai. Ngoài đạo nên biết, nếu hữu tình từ chư thiên sinh vào nhân gian, thân đời trước của người này đã tu thí giới, không thể quên tướng, đều mong quả báo. Nhờ duyên đó cho nên được sinh lên trời hưởng thọ nhiều thú vui, mạng chung sinh vào nhân gian. Nhờ phước tuệ đời trước, nhớ lại nghiệp đời trước của mình nhất định là từ cõi trời đọa xuống. Đối với thân này, gia công siêng năng tinh tấn, siêng làm việc bố thí nhưng không mong đáp lại. Nếu người trụ vào tướng thì đó là lỗi lầm. Nên trụ vô tướng được phước vô lượng, khiến khuyến khích tu tịnh giới không mong cầu báo đáp. Nếu người chấp tướng thì là cẩu bẩn, phải nên thuần tịnh lìa các nhiễm ô. Địa giới như vậy được phước vô lượng đối với Phật Bồ Đề, không còn thoái chuyển. Lại nữa này ngoại đạo, hữu tình từ địa ngục sinh lên cõi người, người này phải nên gần thiện tri thức, ưa nghe ba đời chư Phật nói pháp, trụ A Lan nhã, chuyên tu phạm hạnh, siêng năng học tập, tâm không mệt mỏi, giỏi về vấn nạn, phân biệt nghĩa thú, rõ được tất cả pháp không có tự tánh, do hiểu được pháp cho nên thích nói cho người khác, hoặc ở trong làng xóm thành ấp hóa các tỳ kheo ni, các ưu bà tắc, ưu bà di, giảng nói chánh pháp, hay khiến cho mình và người đoạn ác tu thiện, dần dần tu tập được đạo vô thượng. Lại nữa này ngoại đạo, hữu tình thoát khỏi thân xúc sinh sinh vào cõi người, người này nên thân cận bạn lành duyên tốt, được nghe chánh pháp, xả trừ ngu si, nhờ xuất thiện hữu đa văn tu tập, quán các pháp không lìa mọi trói buộc, nhưng đối với tự thân khởi tưởng không phải có, ở trong đại chúng tâm không sợ gì, tự nhiên chứng đắc pháp tánh bình đẳng,
hiểu rõ tất cả pháp vốn không có tự tánh, mau chóng đạt được nhất thiết chủm trí. Lại nữa này, ngoại đạo, hữu tình từ ngã quỷ thoát sinh vào cõi người, người này phải nương tựa thiện hữu tri thức. Trước hết, tập bố thí được sang tham ấy, do hành thí cho nên phát sinh thiện tuệ, yêu cầu xuất ly, tu hành thanh tịnh, đối với việc bố thí không có chấp trước, biết rõ các pháp ba đời bình đẳng, chỉ có một tướng đó là vô tướng, lần lần tu tập được nhất thiết trí. Lại nữa này, ngoại đạo, hữu tình từ tu la sinh cõi người, trước nên phát tâm nương tựa thiện tri thức, phải tích cực chiến đấu với ma phiền não. Phiền não ma là ngã mạng, phải nên suy nghĩ, thế nào là mạng, ai khởi lên mạng này, ai chịu mạng này, cũng không thấy có người xả cái mạng này. Tác ý như vậy, suy nghĩ quan sát, rõ được tướng ngã mạng không trả được, tự lừa dối thân mình, đều không có thật tánh. Nếu hiểu như vậy thì mới có thể thông đạt các pháp là vô tánh. Nếu tự tánh của pháp không có, thì đó không phải là Phật. Nếu không phải là Phật thì không thể thành tựu. Nếu không thành tựu thì không sinh diệt. Nếu không sinh diệt thì không thể phân biệt. Nếu không phân biệt thì không có quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu ba đời không thể được, thì nên biết pháp ấy không thể phá hoại. Này ngoại đạo, pháp tánh như vậy không biến, không đổi, thể tức là chân như, là Như Lai. Nên biết ngã tướng thật không thể được, do vì khởi lên ngã mạng nên sinh vào Atula, hoặc người hoặc trời lưu chuyển các nẻo. Thế nên quán sát tướng của ngã mạng, vốn không có thể tánh, tự tha bình đẳng, đoạn trừ tập nghiệp còn lại, tâm được thanh tịnh. Này ngoại đạo, đây gọi là lìa bỏ ngã mạng phương tiện thiện xã Ba La Mật Đa. Người đối với pháp này phải siêng năng tu tập. Lúc đó trong hội sáu vạn loài ngoại nghe nói pháp này được nhẫn vô sinh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ xét chân Đức Phật, nhất tâm chấp tay nói kệ khen Phật. Trí lực Như Lai không ai bằng, hiểu rõ hành nghiệp của chúng sinh, còn biết chỗ quy thố các pháp, xem như trái amla trong tay, quán các ác nghiệp ở thế gian, cũng như mây mù che hư không. Người ngu không rõ bị trầm luân, cũng như người mù mất đường ngay. Có thuyết thế gian là vô thường, hoặc nói thế gian không vô thường, hoặc nói phi thường, phi không thường, vì nhờ voi say bị trói buộc. Có thuyết thế gian không có biên, hoặc nói thế gian là có biên, là nói phi biên, phi vô biên, như loài phi cầm nhốt vào lòng. Có thuyết chấp thân này là ngã, hoặc nói lìa thân riêng có ngã, đó đều là vọng kiêu mê hoặc, như thú mắc lưới tâm sầu não. Có thuyết đại tự tại thiên hóa, cũng nói không phải nhân sinh ra. Như vậy ác kiến che hữu tình, như mây che trăng in bóng nước, cũng như chim bị nhốt trong lòng, mắt nhìn lòng cố muốn thoát ra. Ngoài đạo nên biết người ngu si, họ không giải thoát cũng như vậy. Có người quy y Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đa Văn Thiên, như người trong tối bị giặc chiếm, họ không giải thoát sinh sợ hãi. Ngoài đạo ngu phu trước tà kiến, tâm cầu xuất ly không chỗ nương, như người bị trói tống vào ngục, như kẻ thiêu đốt, thiếu thốn đi xin ăn. Nếu hay bỏ tà tu chánh hạnh, Như Lai khởi từ tâm với họ, mau khiến thoát khỏi cảnh luân hồi, như vua tha thứ các lỗi lầm. Như Lai tu đủ các khổ hạnh, mới chứng Phật Bồ Đề tối thượng, vì độ người ngu si tà kiến, thảy đều giải thoát trói vô minh. Nhân trung sư tử đấng lượng túc, ở trong các pháp được tự tại, thương kẻ trầm luân trong biển khổ, dùng sức phương tiện mà cứu vớt. Nếu mong Như Lai đại trí lực, tiêu trừ hết thảy bọn ma oán, con nguyện sẽ được như Thế Tôn, trống tiếng sư tử trong đại chúng. Như Lai chấn động 3.000 cõi, phóng vô lượng quang chiếu tất cả, thành thục tất cả các hữu tình, cuối sinh thọ ký quả Bồ Đề. Biết được tâm tinh hiệu của các ngoại đạo, Đức Thế Tôn liền từ trong miệng phóng tịnh quang. Lúc đó Tôn giả Mã Thắng dùng kệ thương hỏi, oai đức Như Lai không ai bằng, khiến các ngoại đạo sinh lòng tin, nay đối trời người và đại chúng, phóng ánh sáng lớn khó nghĩ bàn,
thấy Phật phóng tịnh quán từ miệng, cũng như mặt trăng tròn mùa thu, các hàng trời người đều nghi hoặc, nguyện nghe nhân duyên Phật phóng quang. Người nào khởi cúng dường Đức Phật, người nào xưng tán tâm Như Lai, người nào trụ trong công Đức Phật, cảm được Như Lai hiện điểm này, ngoài đạo nay nghe Phật thọ ký, vì tất cả chúng sinh cũng phát tâm, Như Lai xuất hiện ở thế gian, vì nhiếp thọ họ khiến khiếp nhiếp phục. Hay Thầy Mâu Ni Đại Thánh Chúa, đoàn trừ tất cả các nghi hoặc, nay chúng hội này đều muốn nghe, đối với Pháp Phật xin vui tốt. Vì Tỳ Kheo Mã Thắng, Đức Thế Tôn nói cả rằng, Tỳ Kheo Mã Thắng, ông nên biết, nay đã đúng lúc hỏi lời này, vì muốn lợi lạc các hữu tình, thỉnh hỏi Như Lai việc phóng quang. Nay ta vì ông phân biệt nói, hãy nên lắng nghe chớ nghĩ gì, việc Như Lai làm đều có nhân, tuyên xin vui thích trụ chánh niệm. Các ngoại đạo này thảy đều phục, xa bỏ tà kiến được chánh kiến, do nhập chánh pháp khởi đối trị, nên hay an trụ đạo Bồ Đề. Rồi biết pháp vô cấu tịch tỉnh, đối với kiến thủ tâm nhàm chán, nghe được lời tọa ký của Phật, quyết định tự biết sẽ thành Phật. Thuở xưa đã từng tu chánh hạnh, được gặp 20 ức Đức Phật, phụng thờ cúng dường không mệt mỏi, vì muốn cầu vô thượng Bồ Đề. Luôn hành tuệ thế tâm không sang, kiên trì tịnh giới tu nhẫn lực, sẽ năng tu tập môn tổng trì, nương tam ma địa phát tịnh tuệ, đầy đủ lục độ các công đức. Niệm niệm tăng tiến không thoái chuyển, bẻ gãy dị luận bỏ tâm tà, trăm ngàn vấn nạn khéo phân biệt. Do xưa thân cận ác tri thức, nương vào những kẻ tà dị kiến, được gặp Như Lai đại đạo sư, buông bỏ những hạnh tu tà giáo. Ở vào vị lai kiếp tinh tú, đều sẽ thành Phật đồng một hiệu. Mỗi mỗi xuất hiện ở thế gian, hiệu là phổ kiến thắng danh sân. Quốc độ Phật ấy rất nghiêm tịnh, trang nghiêm bằng các loại trân báu. Các chúng sinh lìa bỏ tà kiến, y lời Phật dạy sinh tuệ sáng. Cõi đó không có ba đường ác, và không có tám nạn bức não, thọ mạng chư Phật rất lâu dài, ngang bằng 84.000 năm. Nếu người nghe danh hiệu Phật này, xa lìa vĩnh viễn mọi tham dục, người nữ được chuyển thành nam tử, công đức nhờ nghe danh hiệu Phật, Như Lai khéo phục các ma oán, thọ ký ngoại đạo được thành Phật, nghe rồi đều sinh tâm hoan hỷ, đều sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phụ tử hợp tập kinh quyển 15.